Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh vòng 14, Man City chấn đỉnh bảng. Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh 2022 đến 2023 cập nhật liên tục bảng xếp hạng. Bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2022 đến 2023 nhanh và chính xác nhất. Ở trận đấu sớm nhất vòng 14 ngoại hạng Anh, Man City giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu ngay trên sân King Power của Leicester. De Bruyne là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Kết quả này đưa Man City tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng Premier League với 29 điểm, hơn Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn pháo thủ 1 điểm.